Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng để giúp các bạn có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể xem video trực tiếp. Và hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người một cái bức tranh sứ vẽ hình ảnh khuôn mặt của một cô gái. Tranh sứ sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Mình làm rất nhiều video, các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn gõ từ khóa là kênh gốm sứ Bát Tràng. Khi các bạn gõ cái từ khóa này ra sẽ hiện ra cái kênh của mình. Mình làm rất nhiều video chi tiết về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người có thể hiểu rõ nhất về bản chất của sản phẩm. Thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể xem cái video trực tiếp về sản phẩm đó và hiểu rõ nhất, không còn những cái gì để thắc mắc về sản phẩm đó nữa. Thì với cái mẫu tranh hình ảnh là cái bức tranh sứ, hình ảnh vẽ khuôn mặt một cô gái rất là đẹp như thế này. Tranh sứ của Bát Tràng, họa tiết toàn bộ đều là vẽ thủ công bằng tay. Và riêng cái hay của tranh sứ đó chính là cái độ bền của tranh gần như là bền vĩnh cửu nếu như chúng ta không làm rơi vỡ. Ở cái tranh sứ này thì chịu nước này, chịu mọi cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết thoải mái. Nó sẽ bền như thế này mãi, màu sắc của tranh chúng ta treo lâu như thế nào thì nó cũng sẽ như thế này mãi mãi. Các bạn có dùng dao cạo này, cạo thoải mái, họa tiết của nó vẫn sẽ như thế này, không có gì thay đổi. Hiện tại thì tranh đang sử dụng là cái khung nhựa nhé. Tại sao chúng tôi lại lựa chọn là khung nhựa? Thứ nhất là để kết hợp sứ với nhựa thì chúng ta có thể là treo ở những cái không gian bị ẩm mốc nước ấy. Nghĩa là tường nhiều khi là chúng ta sẽ bị thấm nước, thì các bạn treo những cái bức tranh như này khung cũng sẽ không vấn đề gì, mà tranh cũng sẽ không vấn đề gì cả. Cái tranh sứ thì chúng ta dùng bền nó là như thế nào, nghĩa là tranh này sẽ không bị nấm mốc gì cả, không bị mối mọt, tranh màu sắc nó sẽ bền như thế này mãi. Vệ sinh rất là đơn giản, chúng ta chỉ lau đi cái là tranh nó sẽ lại bóng sáng như thế này. Bản chất của tranh này là màu sắc là màu men, nung ở nhiệt độ cao, màu của nó rất là bền màu nhé các bạn nhé, màu rất là bền màu, bức tranh rất là đẹp. Kích thước của tranh này, kích thước chiều cao là 90, chiều cao của tranh là 95,5, chiều cao của tranh là 95,5 và cái độ rộng của tranh là 60,5 để độ rộng của tranh. Bức tranh này là cả một cái miếng sứ to liền mạch, không có ghép gì cả, cả một miếng sứ to liền mạch không ghép. Khung nhựa thì được thiết kế những cái họa tiết rất là sang, màu rất là bóng nhá. Mình sẽ quay mặt sau ra để các bạn cùng nhìn. Đây là mặt sau của tranh này. Đây các bạn nhìn, đây là mặt sau của tranh nhá. Mặt sau của tranh là cả một miếng sứ liền mạch to. Tranh sứ mà với cái khổ sứ to thì thường cái giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái miếng sứ nhỏ nhé, hoặc là miếng sứ ghép vào. Bản thân để làm ra một cái miếng sứ to như thế này không cong vênh, không nứt khi nung thì nó rất là khó, và cái độ hao hàng cao, vì vậy cái chi phí của sản phẩm sản xuất nó sẽ cao hơn so với những cái bức tranh với cái kích thước nhỏ. Đây, tranh các bạn nhìn nhé, có một cái giá treo đây. Và đối với tranh sứ ấy, khi các bạn treo thì với cái trọng lượng của nó khá là nặng, các bạn nên gia cố bằng hai cái đinh vít ở đỡ ở phần bên dưới của tranh nhé, để giúp tranh chúng ta nó sẽ ổn định ở trên tường. Nếu như mà các bạn mà quan tâm đến cái mẫu tranh này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Ngoài mẫu tranh này thì chúng tôi còn rất nhiều những cái mẫu tranh sứ của Bát Tràng với đầy đủ các mẫu họa tiết và kích thước. Và các bạn nếu như mà đang quan tâm và có nhu cầu thì các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và gửi mẫu cho các bạn. Chúng tôi còn rất nhiều những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng khác nữa. Nếu như các bạn xem cái video này của mình và thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người biết đến những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào để chúng ta có thể nhìn được rõ nhất cái chất lượng của sứ sản phẩm này. Hiện tại thì mình đang quay sát vào thì các bạn nhìn cái độ bóng của tranh nhá. Thứ nhất là cái độ bóng của tranh. Cái thứ hai là màu sắc của tranh rất là đậm đà sắc nét. Cái màu sắc này. Sờ lên tranh nó rất là bóng nhá. Các bạn sờ vào tranh này rất là bóng này. Các bạn nhìn thấy cái ánh sáng đây nhá. Cái ánh sáng này tay mình đang chỉ vào này. Đấy là độ bóng của tranh.
bền vĩnh cửu. Về hình ảnh mặt khuôn mặt cô gái cũng rất là thần thái, rất là đẹp, để các bạn nhìn thấy nhé. Đấy, khung tranh thì các bạn nhìn đây, khung này là khung nhựa này, được thiết kế những cái họa tiết rất là hay, khung một bản to. Đấy, cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm rất đẹp, rất sang, rất bóng, nhìn rất là bắt mắt.